Một trận cờ hay tới khó tả. Lần gặp Dư Hứa Quốc Nghĩa lúc này vốn là một kỳ thủ nghiệp dư hào cường của Quảng Đông và một đặc cấp đại sư tên tuổi Đào Hán Minh của Hắc Long Giang. Trong trận thì Hứa Cẩm Tiên đã tiên nhân chỉ lộ, đào chốt để pháo trận, Hứa hữu pháo vào trung lộ, đào tới đây đã bổ tường, Hứa quyết liệt dùng pháo đánh bênh ngay từ đầu, đào bổ di lên. Đây cũng là một biến cờ thịnh hành vào thời gian này, như vì đang còn thi đấu ngày 15 tháng 6 năm 2011. Trong cuộc thì tới lượt của Hứa dùng tường 7 tiến 5 để hạn chế sức ép của pháo trục 3. Đào đưa ngựa phát triển phóng thành cờ hải giác nhằm pháo trung lộ, pháo này quay chạy về, giờ tiếp tục lấy C1 bình 2. Hứa khai quân theo lệ thường, mã 8 phát triển lên, giữ lại. Giờ đào thò xe lên để đuổi vào pháo trung lộ. Hứa dùng bênh tiến 1 mà giữ ngay. Đào thấy vậy mã 4 tiến 5. Rồi lại tiếp tục Hứa lấy C bình 8. Và đào lúc này mã 5 tiến 7. Hai nước ngựa phóng liên tiếp làm cho cuộc cờ trở nên đầy mê hoặc. Tới đây lựa chọn của Hứa đưa pháo tách biên để mời đổi. Đào thấy vậy đã sớm thuận đổi. Mã đối phương quay đầu về. Rồi lại tiếp tục C9 hoành lên. Và về phần của Hứa cũng vậy, C1 tấn 1 để nhập cuộc. Điều này cũng thể hiện một tầm nhìn chiến lược rất sâu xa của Hứa Quốc Nghĩa. Khi mà đội xe thứ nhất về phía cánh phải Đào Hán Minh đang trở nên trống trải, cho nên lập tức đất điều xe tiến hành công kích ngay. Còn về phần của Đào Hán Minh thì sao? Một đặc cấp đại sư tên tuổi chẳng nhẽ không biết việc này. Nhưng trong mưu lại có mưu. Cho đối phương cơ hội, tức là cũng cho mình cơ hội. Lựa chọn của Đào lấy C9 bình sườn và Hứa Quốc Nghĩa lấy C1 bình 8 để lấy sát chiêu. Pháo 3 bình đường 2 ngăn cản. Rồi Hứa dùng C8 tiến một mạch. Thứ nhất là quản lý chốt và thứ hai mở đường cho mã 8 có thể phát triển. Đào Hán Minh cũng vậy, mã 7 tiến 5 chém chốt ngay. Cứ phớt lờ những điều mà đối phương đang gây nên một sự đe dọa về phía cánh phải đang toang hoác của mình. Hứa lấy xe này chém thẳng vào chốt, lại cầu thực lợi để sát chiêu. Đào dùng pháo này khiếp chạy vào, Hứa là nhanh gọn quật luôn cả binh còn lại. Giờ Đào Hán Minh đã thỏ xe lên đuổi pháo trung lộ, xe này quay chạy về giữ căn. Tiếp theo là pháo 8 tiến thẳng một mảnh. Bởi vậy chiến ngựa đường 2, Hứa chính thức đã bị giam cầm. Đây xem như cũng là một cái giá phải trả. Khi đoạn vừa rồi, Hứa rõ ràng với lợi thế tiên thổ đã càn quét được cả hàng chốt của Đào Hán Minh. Hứa không biết làm sao để giải quyết mã cả. C6 đã bổ lên. Giờ Đào buông tha pháo trung lộ, mở C6 dâng hai trường, chờ đợi cơ hội để phản kích bất ngờ. Hứa lấy C9 bình 8 ngay, vừa có thể giữ lại một trục đứng quan trọng trước khi đối phương lấy C6 bình 2 gây sức ép. Thấy vậy Đào đưa mã 5 tiến 7 để đoạt chốt. Hứa lập tức cũng dũng mãnh đưa binh 7 tiến qua hà. Xe pháo thì rất mạnh, nhưng chừng nào mà không đưa được thêm viện binh, chừng đó thế công của Hứa cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Còn tới đây, Đào lấy C6 bình 3, ít nhất làm chậm đi đối phương, không thể nào dâu chốt lên được. Lựa chọn của Hứa là kích còn lại, chốt 7 bình vào. Giờ Đào Hán Minh dùng pháo 4 quay chạy, chứ sao cũng phải làm khi mà đối phương dâu chốt này đánh đuổi. Hứa lại tiếp tục đưa pháo 9 hoành sửa ngay. Không thể nào đưa pháo này vọt lên khi mà xe đối phương cắm thẳng thành rất cục. Và thứ hai, để nguyên vậy cũng là cơ hội về thế tứ tử, Hứa dễ bể công sát. Cho nên Đào một bước điều xe vào ngăn chặn. Và Hứa dùng pháo 6 bình 7 ngay, chuẩn bị cho âm mưu chọc lên của mình. Nhưng Đào phớt lờ dùng mã 8 tiến 7. Hứa có thể làm được đưa pháo 7 tuần chiếu ngay. Đào tới đây pháo 4 tuần 2 nước. Rồi lại đưa tưởng 5 tiến 3. Trong thủ lại tảng công cũng chẳng còn cách nào. Còn việc đưa pháo lánh tả ra đường biên thì trước sau đối phương cũng nhẹ nhàng đưa tướng quân xuất cung để hóa giải. Đối diện lại nguy cơ của Hứa đại sư. Tới đây là dùng mã 7 tiến 9 nhảy ra đường biên hải. Rồi đe lấy sát chiêu. Bởi vậy nước cờ quang tưởng là không thể nào khẩn thiết hơn. Thấy vậy Đào dùng binh 7 tiến 1 để đe tưởng. Hứa lặng lặng tách pháo ra biên. Và Đào như đã bàn luận đưa tướng quân xuất cung ngay. Hứa lại dùng pháo 5 quay đầu về. Rồi tiếp tục Đào đưa binh tiến 1 ủi chết tưởng. Vừa chuẩn bị mã 7 nhảy ra đường biên. Sân chiêu này làm ra một phòng ngự. Hứa vẫn tổ chức tiến công cho bằng được. Dùng pháo 5 binh 7. Đội hình giáp xe pháo rất quen thuộc. Tức là pháo cầm trước, rồi xe này tiến sau. Bởi vậy Đào Hán Minh ngăn cản bằng một biến chiêu cực độc là tưởng 5 tiến 3. Chấp nhận thí mồi cho đối phương, nhưng xe hoặc chốt tiêu diệt thì pháo này vỗ thẳng vào trung lộ, rất khó để toàn mạng. Cho nên cũng chỉ còn cách dùng pháo 7 khiếp vào để mở đường tướng quân có thể di chuyển. Tới đây lựa chọn của Đào, mã 7 rời về trung tâm. Thủy Hứa ngay lập tức dùng xe này tuần chiếu ngay tướng tấn 1,
rồi đưa mã 8 tiến 7 để phát triển. Để mặc cho đảo, dùng mã này lấy mạng luôn cả pháo, sĩ này tấn lên, rồi lại đưa C4 bằng 3. Đương nhiên nước cờ này cũng là bắt buộc, còn nếu như tham lam dùng xe này chém sĩ, thì mã 7 tiến 8 vừa bắt xe, vừa đe lấy sát chắc chắn là bại. Còn tới đây Hứa không làm được gì, khi mà xe pháo cho dù có chiếu cả ngày cũng chẳng làm gì được. Quân binh này cho dù không tiếp cận được thì đường công sát còn chưa thấy đâu, chiến ngựa thì không còn có cơ hội nào. Tới đây Hứa dùng mã 7 quay chạy về, giờ Đào Hán Minh lại dùng xe này chém chốt, truy đuổi lần nữa. Thì Hứa dùng mã 9 tiến 8 để phát triển, nhân tiện đe thưởng, Đào bỏ mạng lấy phó 4 bằng 5. Một thế phó không ngấm ngầm để chờ đợi, thì Hứa ngay lập tức đưa mã 8 tấn 7 đoạt tường lao qua hạ, cuối cùng cũng thành ra thế tứ tử. Nhưng đội hình này có đủ sức để tiến công. Trong khi Đào thì phó không uy lực, mã 7 bởi vậy một nước mà nhảy bật vào trung lộ, vừa chiếu được, không thể nào bổ sĩ lên, mã này mất mạng. Hoặc là đơn giản nhất, mã 5 chỉ cần thoái vì đường 3 rút bắt, xe đường 8 tử nạn, buông cờ mà thua. Tới đây buộc phải đưa tướng quân xuất cung, Đào dùng mã 5 tiến 3 mà đổi. Đổi để làm cho Hứa buộc phải chốt 6 bằng 7, và thế công lại phải xây lắp ngay từ đầu. Còn về phía của Đào, dùng xe này tấn chiếu được tướng thượng lầu, rồi lại C1 bằng 5, đóng thẳng vào giữa chánh điện. Nước cờ kịch động để chuẩn bị cho âm mưu sát chiêu vô cùng kín kẽ của mình, là phó 5 tiến thẳng một mảnh. Bởi vậy không còn cách nào, Hứa tưởng 3 tiến 5 mà cản. Đào lão liền dùng phó 5 lạch đường 6 một nước, thấy sát mà không đỡ nổi, tức là đỡ kiểu gì cũng bị Đào Hán Minh chọc phó lên địa phó sát chiêu. Bởi vậy Hứa buông cờ nhận thua. Một trận cờ rất hay, nổi bật nhất ở vòng đấu này là ở giai đoạn khai cục, Hứa Quốc Nghĩa liên tục thể hiện được uy lực. Pháo giữa phối hợp với xe chốt của Hà mãnh công cánh phải chống hở, nhưng Đào cứ tưởng rằng sẽ phải vất vả mà phòng thủ. Với kỳ phong âm nhu, hành kỳ quỷ dị, giỏi bày cảm bẫy, Đào Hán Minh đã diễn cho chúng ta một màn kịch dụ địch thâm nhập kinh điển, khiến cho Hứa Quốc Nghĩa trong lúc tấn công mất đi phương hướng hoàn toàn. Cuối cùng thì Đào đặc cấp đại sư biểu diễn một tuyệt kỹ khống chế cuộc thể, nhập cuộc xe chiếm giữa cung, phối hợp xông pháo tuyệt sát Hứa Quốc Nghĩa, thật là mãn nhãn làm sao.